Nằm ở cửa ngõ khu vực Bắc miền Trung, tỉnh Thanh Hóa có nhiều tiềm năng và lợi thế để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Để phát huy tiềm năng và lợi thế đó, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010-2015 xác định phát triển khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp là một trong năm chương trình trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 5 năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ và các bộ ngành trung ương, sự nỗ lực quyết tâm cao của tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành và dành mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, cùng sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân huyện Tĩnh Gia, đến nay khu kinh tế Nghi Sơn đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành một khu kinh tế năng động và có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bán đảo Nghi Sơn thuộc xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia có hình dạng như một cánh tay khổng lồ chìa ra biển, ôm trọn trong lòng vịnh nước sâu, thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu mỗi khi gió bão. Với địa thế kín sóng, kín gió và độ sâu lý tưởng, Nghi Sơn từng được các chuyên gia thuộc Viện Phát triển Kinh tế của Nhật Bản JICA đánh giá có tiềm năng để xây dựng một cảng biển nước sâu và sau khi có một nhà máy xi măng lớn, một cảng chuyên dùng và tuyến kỹ thuật hạ tầng vào khu công nghiệp, đồng thời với sự đầu tư tổng hợp, sẽ cho phép Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Bắc Trung Bộ và của cả nước, sẽ là cửa ngõ chính của tam giác kinh tế phía Bắc. Tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập khu kinh tế Nghi Sơn với tổng diện tích hơn 18.000 ha thuộc phạm vi 12 xã phía Nam huyện Tĩnh Gia. Mục tiêu là phát triển nơi đây thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản như công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp luyện cán thép cao cấp, công nghiệp sửa chữa và đóng mới tàu biển, công nghiệp nhiệt điện, công nghiệp vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu, và là một khu vực phát triển năng động ở khu vực Bắc Trung Bộ và phía Nam của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Từ khi thành lập, khu kinh tế Nghi Sơn trở thành niềm hy vọng và khát khao cháy bỏng về một cuộc đổi đời của người dân xứ Thanh, vốn đất rộng, người đông, nông nghiệp luôn chiếm vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế. Năm 1995, nhà máy xi măng Nghi Sơn được khởi công xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000. Đây là dự án sản xuất xi măng có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam và là dự án sản xuất công nghiệp lớn đầu tiên tại Nghi Sơn, đặt nền móng cho sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn sau này. Hiện nay, công ty xi măng Nghi Sơn đang vận hành 2 dây chuyền sản xuất với công suất 4,3 triệu tấn hàng năm. Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhưng công ty xi măng Nghi Sơn vẫn sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tổng doanh thu hàng năm tăng cao. Năm 2010, doanh thu của công ty đạt 3.208 tỷ đồng. Đến năm 2014, đạt trên 6.100 tỷ đồng. 5 năm qua, công ty đóng góp cho ngân sách gần 1.300 tỷ đồng, đạt lợi nhuận trên 1.400 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển tại vùng đất này, công ty xi măng Nghi Sơn luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, các ngành có liên quan, và được đánh giá là mô hình hợp tác kiểu mẫu của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, kể cả trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh thuận lợi hay khi gặp khó khăn, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Những năm gần đây, do tình hình kinh tế Việt Nam không thuận lợi, nhu cầu và khối lượng bán hàng trong nước không những không tăng trưởng mà còn sụt giảm. Thay vì chỉ kinh doanh trong nước, chúng tôi đã đẩy mạnh xuất khẩu xi măng. Nhờ đó, chúng tôi vẫn duy trì đạt công suất tối đa và cố gắng đạt được mức doanh thu cao. Trên thực tế, do có sự khác biệt về tiêu chuẩn chất lượng xi măng theo thị trường, chúng tôi đã nhờ công ty mẹ tại Nhật Bản hỗ trợ và giới thiệu những đối tác để mở rộng thị phần trên thị trường nước ngoài. Ngay từ nhiệm kỳ 2005-2010, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 16 đã xác định phát triển khu kinh tế Nghi Sơn là một trong năm chương trình trọng tâm và là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Đây là giai đoạn chuẩn bị đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của khu kinh tế. Bước sang nhiệm kỳ 2010-2015, việc tập trung phát triển khu kinh tế Nghi Sơn đã trở thành mục tiêu và nhiệm vụ trọng yếu của tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, 5 năm qua, tỉnh luôn ưu tiên dành nguồn lực tài chính cao nhất cho đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các công trình biển như bến cảng, đê chắn sóng, nạo vét luồng tàu.
Hệ thống đường giao thông, cấp nước, cấp điện, hạ tầng viễn thông, các khu tái định cư đồng loạt được triển khai xây dựng với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng luôn được thực hiện với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư đúng hạn để triển khai dự án đúng tiến độ. Cùng với đó, việc cụ thể hóa thực hiện mục tiêu này đã nhận được sự ủng hộ của chính phủ thông qua việc ban hành và áp dụng chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho các dự án đầu tư vào đây. Với những tiềm năng và lợi thế vượt trội, năm 2012, khu kinh tế Nghi Sơn đã được chính phủ lựa chọn là một trong năm khu kinh tế trọng điểm của cả nước được ưu tiên đầu tư. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa tranh thủ nguồn lực từ trung ương và cân đối nguồn lực địa phương để đầu tư xây dựng khu kinh tế một cách đồng bộ, tạo ra sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Để thu hút đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, như đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng lợi thế của khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên một số kênh truyền thông quốc tế lớn và có uy tín, phối hợp chặt chẽ với các đại sứ quán Việt Nam ở các nước và các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng danh mục các dự án có quy mô lớn, chú trọng các dự án vừa và nhỏ nhưng sản phẩm có giá trị gia tăng cao để vận động kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp có thế mạnh của Việt Nam và trên thế giới đầu tư tập trung vào các thị trường có tiềm lực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Liên minh châu Âu hay Hoa Kỳ. Ngoài ra, công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ cũng được chú trọng bằng các phương thức hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt, ngày 23 tháng 10 năm 2013, cùng với sự kiện khởi công xây dựng Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công diễn đàn xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và các vùng phụ cận, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại diễn đàn, tỉnh Thanh Hóa đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư, biên bản ghi nhớ và trao giấy chứng nhận đầu tư cho 20 dự án với tổng mức đầu tư trên 4,7 tỷ đô la Mỹ. Với những cơ chế chính sách thông thoáng và cách làm phù hợp, chỉ trong một thời gian ngắn, Thanh Hóa đã trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư của cả nước. Để tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài, ngoài việc áp dụng cơ chế chính sách của chính phủ, thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành cái quyết định 3667 ngày 18 tháng 10 năm 2013 về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung thì nó có một cái chính sách ví dụ như là thưởng cho các tổ chức cá nhân có công vận động đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên tỉnh Thanh Hóa. Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp như là ngân sách hỗ trợ 10% chi phí san lấp mặt bằng cho các dự án đầu tư vào khu công nghiệp số 3, số 4, số 5 của khu kinh tế Nghi Sơn. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài thì tăng cường thực hiện chính sách xúc tiến đầu tư và các giải pháp như hỗ trợ các nhà đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn thực hiện đầu tư. Ban quản lý Nghi Sơn đã chỉ đạo quyết liệt cái công tác cải cách thủ tục hành chính ở trên các cái lĩnh vực, đặc biệt là một cửa. Hiện nay là ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn chúng tôi đã đồng hành với các doanh nghiệp và thực hiện cái chính sách là một cửa tại chỗ, nên các cái nhà đầu tư, kể cả các cái nhà đầu tư nước ngoài đến thì cũng đều được chúng tôi giải quyết. Thứ hai là chúng tôi rà soát lại những cái thủ tục hành chính đó còn bất cập và không phù hợp với quy định của pháp luật, loại bỏ đi để tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho các cái nhà đầu tư. Thứ ba là chúng tôi chọn một số cán bộ có năng lực để hướng dẫn, giúp đỡ và đồng hành cùng các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các cái nhà đầu tư nước ngoài. Với sự phát triển về cơ sở hạ tầng và sự nỗ lực trong xúc tiến kêu gọi đầu tư, 5 năm qua, khu kinh tế Nghi Sơn đã đón nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực dầu khí, luyện cán thép, nhiệt điện, xây dựng cảng biển, may mặc, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng các khu công nghiệp. Đến nay, khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 141 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 97.094 tỷ đồng. Vốn thực hiện đạt khoảng 42.900 tỷ đồng, 11 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 12,2 tỷ đô la Mỹ. Vốn thực hiện đạt trên 6,7 tỷ đô la. Trong đó, các dự án hạt nhân như Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn, Cảng nước sông Nghi Sơn, tỷ lệ lấp đầy trên phần diện tích đất công nghiệp đạt trên 80%.
Cuối tháng 10 năm 2013, dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng mức đầu tư trên 9 tỷ đô la được khởi công xây dựng. Đây là một trong những dự án FDI lớn nhất Việt Nam, vừa được xem như là trái tim của khu kinh tế Nghi Sơn. Theo thiết kế, tổng công suất giai đoạn 1 của dự án là 10 triệu tấn dầu thô một năm và sẽ nâng công suất giai đoạn 2 lên 20 triệu tấn dầu thô một năm. Dự án là tổ hợp hóa dầu chế biến sâu tầm cỡ thế giới, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và là dự án trọng điểm của quốc gia, dự kiến hoàn thành việc xây dựng giai đoạn 1 và vận hành thương mại vào đầu năm 2017. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Đến thời điểm này, các công trình ngầm của dự án đã cơ bản hoàn thành. Một số thiết bị như các cột chưng cất dầu thô, nồi hơi, các lò phản ứng cũng đã và đang được khẩn trương lắp đặt. Giá trị thực hiện dự án đạt hơn 60%, tương đương 5,5 tỷ đô la. Trong đó, tiến độ xây dựng chung tại công trường đạt hơn 40%. Tính đến ngày 21 tháng 8 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn và tổ hợp nhà thầu GGCS đã đạt được 30 triệu giờ công an toàn trên công trường. Tại công trường xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có 23.000 chuyên gia, kỹ sư, người lao động đến từ nhiều nước trên thế giới và trong nước đang tập trung thi công các hạng mục công trình của dự án theo đúng kế hoạch để nhà máy có sản phẩm thương mại vào giữa năm 2017. Cá nhân tôi xin phép được đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn rất cảm kích về sự hỗ trợ của lãnh đạo các cấp tỉnh Thanh Hóa. Như bạn đã biết, công việc chuẩn bị mặt bằng cho dự án được bắt đầu từ năm 2008. Dự án sử dụng gần 400 ha trên mặt đất và 900 ha mặt biển. Từ thời điểm đó, sự phối hợp nhịp nhàng và quý báu giữa lãnh đạo các cấp của tỉnh Thanh Hóa, người dân địa phương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc di chuyển người dân đến nơi ở mới và bàn giao cho công ty liên danh mặt bằng sạch để xây dựng tổ hợp lọc hóa dầu này. Nhân dịp này, tôi muốn bày tỏ sự trân trọng, sự hỗ trợ quý báu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và người dân địa phương tại Thanh Hóa. Trong quá trình thực hiện dự án, công ty chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo các cấp tỉnh Thanh Hóa khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Tại khu kinh tế Nghi Sơn, hiện có 59 dự án đang hoạt động toàn bộ hoặc một phần, trong đó có một số dự án lớn như nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, nhà máy xi măng Nghi Sơn, nhà máy xi măng Công Thanh, nhà máy giày Andorra. Giá trị sản xuất công nghiệp dịch vụ trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 ước đạt 44.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6.700 tỷ đồng. Dự kiến năm 2015, các dự án đang hoạt động tại khu kinh tế Nghi Sơn sẽ đóng góp cho ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng, trong đó riêng dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng góp khoảng 2.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp và trên 30.000 lao động làm việc cho các nhà thầu trên công trường. Trải qua bao khó khăn vất vả, từ một vùng đất hầu như còn hoang sơ, đến nay khu kinh tế Nghi Sơn đã nên vóc nên hình, trở thành một khu kinh tế sầm uất. Trước sự chuyển mình mạnh mẽ của khu kinh tế Nghi Sơn để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều chỉnh mở rộng khu kinh tế lên 106.000 ha, trong đó có 66.000 ha đất liền và đào, 40.000 ha mặt nước, tạo nền tảng để xây dựng Nghi Sơn trở thành một khu kinh tế trọng điểm của cả nước. Chính vì cái thu hút và cái phát triển lớn cho nên là ta có một cái thuận lợi lớn là được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho mở rộng khu kinh tế Nghi Sơn lên 106.000 ha, tức là có cái diện tích là gần 6 lần diện tích hiện nay, và tỉnh cũng đã xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ ở một số khu công nghiệp có cái hạ tầng đầu tư nó khó khăn để thu hút các cái nhà đầu tư. Và tôi nghĩ là trong năm 2016 trở đi thì cái tình hình thu hút đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn chắc chắn là nó có nhiều cái chuyển biến tốt hơn. Phát huy những tiềm năng lợi thế có sức cạnh tranh cao và với những định hướng quyết sách đúng đắn, khu kinh tế Nghi Sơn không chỉ được kỳ vọng là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa phát triển mà còn là động lực quan trọng góp phần vào sự phát triển của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ. Một tương lai mới với nhiều hứa hẹn đang mở ra. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tiềm năng thế mạnh sẵn có, cùng với sức mạnh tổng lực của trí tuệ, niềm tin và sự năng động, quyết tâm bứt phá của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, khu kinh tế Nghi Sơn đang hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để tăng tốc phát triển, trở thành một trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Thanh Hóa cũng như của cả nước.